Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng kỷ luật vài người để bỏ qua muôn người. Tại hội nghị trực tuyến cuối năm của chính phủ với các địa phương diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 12 vừa qua, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho biết ông không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình mà trái lại rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung nên phải kỷ luật vài người để cứu muôn người. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đúng, vì chỉ có quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể tham nhũng và cướp đi những quyền lợi của người dân mà thôi. Con số hàng triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đó, bắt xử vài trăm người không thấm vào đâu so với lớp tham nhũng tiếp tục sinh sôi nảy nở, tầng tầng lớp lớp từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông trong nước đưa tin, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những tâm sự đặc biệt về công tác tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đến dự tại điểm đầu của Hà Nội trong hội nghị trực tuyến của chính phủ với địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, khai mạc vào sáng ngày 28 tháng 12. Ông Tổng Bí thư nêu rõ, theo số liệu thống kê của nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12, có 113 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, thậm chí có một số đồng chí bị xử lý hình sự. Trong đó có 53 đồng chí công tác cơ quan chính quyền, 31 cán bộ ở lực lượng vũ trang, với các vi phạm phần lớn thuộc về lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực nêu trên. Nhắc đến con số này, chúng ta rất đau lòng, chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí của mình và rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật vài người để cứu muôn người. Đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng nói câu này. Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vào năm 2016, được tổ chức vào hôm 24 tháng 2 năm 2017 tại Hà Nội. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát biểu tương tự là phải kỷ luật vài người để cứu muôn người. Đài phát thanh và tiếng nói AFA từ Mỹ đã đánh giá câu nói của Nguyễn Phú Trọng mang tính chung chung. Một số người cho rằng ý ông Nguyễn Phú Trọng là chỉ kỷ luật vài người tượng trưng để làm gương cho những người khác. Một số khác lại cho rằng ông Trọng muốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ để cứu dân. Người dùng Facebook tên là Lạc Việt bình luận như sau. Trong thời gian qua, ông đã kỷ luật 113 người thuộc diện trung ương quản lý. Mà có cứu được ai đâu? Ai tin thì tin, chứ bản chất của chế độ là thối nát thì nó vẫn là thối nát mà thôi. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm còn biết cả nguồn gốc sai phạm đến từ đâu, nên ông ta đã nhấn mạnh nơi nào tội phạm lộng hành gây bất an trong nhân dân thì phải xem xét trách nhiệm và thay thế người đứng đầu nơi đó. Vậy thì đất nước luôn bất an, tội phạm khắp nơi, tội phạm ngay cả trong guồng máy hành chính từ quốc gia, ở những bộ ngành từ cấp thấp đến cấp cao đều có cả. Thì nên kỷ luật ai đây? Điều này ông Tô Lâm đã biết, ông Trọng đều biết, nhưng không thể nói và cũng không thể xử. Và chừng nào mà lời nói đi đôi với thực hành thì lúc đó muôn người mới được cứu. Trong hơn 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, có 27 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương và 4 ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị kỷ luật là ông Đinh La Thăng. Ông Thăng bị kỷ luật vào ngày 7 tháng 5 năm 2017 bằng hình thức cảnh cáo cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị khi ông Thăng đang là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và ủy viên Bộ Chính trị thứ hai bị kỷ luật là ông Hoàng Trung Hải vào đầu năm 2020 khi đang là bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông bị Bộ Chính trị cảnh cáo sau khi xem xét hành vi của ông liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy công ty gang thép Thái Nguyên. Và gần đây nhất là vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình, tức là trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã bị cảnh cáo do các vi phạm trong giai đoạn làm thống đốc ngân hàng nhà nước. Trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 còn có một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật là ông Lê Thanh Hải. Ông Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015 do vi phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Con số 113 cán bộ kỳ đại hội lần thứ 12 bị kỷ luật có 53 cán bộ trong chính quyền, 31 cán bộ lực lượng vũ trang, đa số bị kỷ luật và xử lý kỷ luật chống tham nhũng. Đây cũng là nhiệm kỳ có số cán bộ bị kỷ luật cao nhất từ trước đến nay.
Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư. Cách đây gần một năm, vào thời điểm ngày 6 tháng 1 năm 2020, ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm công tác 2020 của Ban Nội chính Trung ương và cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay đã thi hành kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã dự đoán một tỷ lệ choáng váng về tội phạm trong chính quyền Cộng sản Việt Nam ở cấp cao nhất như sau. Ông viết, không có số liệu chính xác con số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý là bao nhiêu, nhưng có thể ước lượng thô như sau. Nếu tính cán bộ Trung ương quản lý là diện từ thứ trưởng trở lên, thì theo thống kê ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Vietnam Express, Việt Nam có 106 thứ trưởng và 22 bộ trưởng, 22 bộ ngành. Còn theo tờ Dân Trí vào ngày 23 tháng 9 năm 2015, có 122 thứ trưởng, 242 phó chủ tịch tỉnh. Như vậy, con số bộ trưởng và thứ trưởng dao động xung quanh 150, có khoảng 200 cán bộ, của ủy viên trung ương và cỡ 150 cán bộ cấp chủ tịch tỉnh và phó bí thư trực thuộc của 64 tỉnh thành. Từ đó, tạm dự toán có khoảng 500 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý đương nhiệm. Nếu tính cả người đã về hưu, đang sống, thì con số này có thể dao động trên dưới 1.500 người. Như vậy, 80 cán bộ bị kỷ luật chiếm khoảng 5% cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Nếu tính cán bộ đang đương chức bị kỷ luật thì tỷ lệ này khoảng 10%, là một tỷ lệ rất cao. Đó là chưa nói đến sự thật rằng đang có nhiều tội phạm bị bỏ sót nếu tính đúng. Theo bạn thì tỷ lệ đó sẽ là bao nhiêu? Chắc chắn là một tỷ lệ choáng váng. Con số 113 cán bộ do trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật cũng được dư luận Việt Nam nhìn nhận chỉ phần nổi của một tảng băng chìm. Còn phần chưa bị lộ thì rất nhiều. Ở Việt Nam có câu đùa là người đọc diễn văn khai mạc hội nghị sẽ mở đầu bằng câu kính thưa các đồng chí chưa bị lộ để chào người ngồi dự ở khán phòng phía dưới. Còn Facebook Tân Phong thì nhận định cái lò của ông Trọng chẳng làm nhục chí đám quan chức tham nhũng chút nào. Đây là hình ảnh ông cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trong phiên tòa xét xử vụ án Mobifone mua 95 cổ phần của AVG vào tháng 12 năm 2019. Do sức khỏe yếu, bị cáo Tuấn được ngồi trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông Trọng thì tuổi cao sức yếu, có công bố đốt lò cũng chỉ thêm được một vài chống canh, còn sự nghiệp ăn tàn phá hại của đảng viên thì mãi mãi trường tồn. Chưa kể, lò của ông Trọng chỉ đốt củi địch chứ không bao giờ đốt củi ta, cho nên kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt cứ nêu cao tinh thần học tập tấm gương đạo đức Bác Trọng thì có thể yên tâm sự nghiệp cách mạng sáng ngời thanh thang quan lộ. Chả thế mà những quan chức cộng sản không may bị lộ và biến thành củi đốt lò đều sớm xin lỗi Bác Tổng Bí thư, xin lỗi Đảng sau khi thành khẩn đem dâng phần lớn tài sản cho đồng chí Bác mong được bảo toàn tấm thân. Có thể nói quan chức ủy viên trung ương dù có đi tù vẫn hưởng điều kiện họp có người ghi, đi có người rước, ăn có người bón, nằm có người đấm bóp. Quan chức cộng sản có đi tù bất quá cũng chỉ như đi dưỡng lão, cưỡng bức mà thôi. Còn thân phận dân đen, dân oan bị tức đoạt hết mọi tài sản và đẩy vào tù đầy những người đấu tranh vì dân chủ vân vân. Họ mới thực sự là những đối tượng bị bộ máy tù đầy của Đảng Cộng sản Việt Nam chà đạp, nghiền nát, không chút nương tay. Sau vài năm học tập lại đạo đức Bác Hồ với thân phận tù thượng lưu, họ có thể tiếp tục hưởng lạc với dinh thự mênh mông và tài sản còn lại ở ngoài đời cho đến chết vẫn chưa hết. Những ông như Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trương Minh Tuấn vân vân xét cho cùng cũng chỉ là những vài kép trong vở tuồng của chế độ. Họ bị phe cánh khác mạnh hơn làm vật thế thân để cơ cấu lại quyền lực, là đối tượng để Đảng đấu tranh, làm trong sạch bộ máy và nêu cao tính chính danh của Đảng ta, đạo đức Đảng ta là văn minh. Giáng sinh này có lẽ những kẻ từng một thời hô phong hoán vũ ấy trong Sở Lim cũng không thiếu rượu và bia tràn ngập. Em út nâng ly để ôn lại thời oanh liệt đã qua. Tại hội nghị trực tuyến cuối năm mới diễn ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn đồng thời tự khen rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh đi vào chiều sâu và hiệu quả. Tham nhũng tiêu cực liên tục bị kiềm chế, có chiều hướng suy giảm, nhiều vụ việc được điều tra xét xử nghiêm minh, được nhân dân đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương vào ngày 28 tháng 12. Phân tích việc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản có làm cho người dân tin hay không? Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã nói với đài FA tại Mỹ vào hôm 22 tháng 12
năm 2020 như sau. Tạm chia dân thành hai tầng lớp theo lao động, tầng lớp lao động phổ thông và tầng lớp lao động bậc cao. Phần lớn lao động phổ thông chỉ nghe tuyên truyền một chiều từ tuyên giáo của Đảng. Họ chỉ mong giữ được yên ổn để làm ăn, họ bằng lòng với hiện tại. Sợ chính quyền không biết và không dám phản biện. Nếu có ai nói và hỏi họ có tin Đảng hay không thì họ nói vui vẻ và nói là có tin. Nhưng đó chỉ là câu nói cửa miệng. Còn thật lòng họ chẳng biết mình có tin hay không. Và tầng lớp lao động bậc cao có nhu cầu chủ yếu là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Họ có nhiều thông tin và một số ít có nhu cầu phản biện. Hỏi họ có tin Đảng hay không thì đa số người trung thực trả lời không tin. Đa số người lao động phổ thông tin rằng Đảng quyết tâm chống tham nhũng, còn đa số người lao động bậc cao nhận định rằng Đảng không muốn và không thể chống tham nhũng triệt để mà chỉ dùng biện pháp chống tham nhũng để đấu đá nội bộ giữa các phe phái khác nhau mà thôi. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã đề xuất để được lòng tin của dân, Đảng phải thay đổi từ một Đảng thống trị thành Đảng chính trị cầm quyền. Mà Đảng hành động nhân dân của Singapore là một mẫu hình như thế. Theo ông, trước hết Đảng phải làm hai việc. Thứ nhất là trả lại quyền chính trị cho người dân, để người dân tổ chức bầu ra một quốc hội thực sự đại diện cho trí tuệ toàn dân. Thứ hai là phải công khai minh bạch trong các hoạt động, phải để cho họ tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do thực hiện nhân quyền và dân quyền. Thế nhưng cho đến nay, thời điểm trước nền đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có một dấu hiệu nào cho việc mở rộng dân chủ tại Việt Nam. Còn nhà báo Đỗ Ngà thì bình luận, Đảng lại hô hào lấy ý kiến toàn dân cho đại hội Đảng lần thứ 13, vẫn bột cũ soạn lại. Đảng Cộng sản đưa dự thảo văn kiện cho đám toàn thanh niên, các hiệp hội thuộc cánh tay nối dài của Đảng góp ý, thế là xong vở kịch. Đảng Cộng sản với tư cách là kẻ có đặc quyền, dân chủ hơn, đã ép buộc nhân dân phải dân chủ theo ý họ. Thế là xong, cái gọi là ý Đảng lòng dân. Nói như thế, kẻ dân chủ hơn đã gò ép kẻ ít dân chủ hơn vào khuôn khổ của nó. Nói cho dễ hiểu thì ý Đảng là cái giọ, lòng dân là con lợn, thịt, và Đảng bắt dân nhốt vào giọ, ý Đảng là thành nên món, ý Đảng lòng dân, có thế thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng kỷ luật vài người là bỏ qua muôn người. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de